Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Omo Concept. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ có một buổi du xuân đầu năm upload tại núi Đồng Đỏ. Và bây giờ thì mọi người đang công tác chuẩn bị xếp xe tại Omo Concept ở 646 đường Láng. Và chuyến đi ngày hôm nay của team chúng tôi thì có tất cả là 9 xe. Và một điều thú vị là cả 9 xe này thì sẽ đều là xe của Marine Bay. Thì sau một khoảng thời gian di chuyển thì chúng tôi đã đến nơi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi xe và hạ xe đạp xuống để làm vài vòng khởi động. Và chúng ta sẽ bắt đầu cung đạp vào một con dốc trông rất là dài, gần như là không nhìn thấy đỉnh luôn. Đang leo thì có một anh trai rất là khỏe. Anh trai này mang thêm hai chai nitơ thì à, chồng leo cứ phăm thôi, không biết mệt là gì cả. Ôi, có anh phải dắt rồi này, chắc là giữ sức để tí đổ cho nó căng đấy. Ở trên này có một anh nữa đang dắt, chắc là cũng là để giữ sức để tí nữa bốc đầu cho nó khỏe. Và leo một lúc thì chúng mình đã được đổ. Tuy nhiên em cũng lại nhiều cây nên là chưa xử lắm. Ui, sau một lúc leo thì chúng mình sẽ đến một địa điểm có tên là Sopson Lookout Tower. Ở đây sẽ có một đỉnh rất là cao và chúng mình sẽ cùng dắt xe lên đỉnh. Nhanh thì tí nữa lại phải xuống để phanh thôi chứ làm gì đâu mà. Đây rồi. Ôi. Hôm nay chúng mình đi đoàn khá là đông, tức là khi đi đổ thì chúng ta sẽ giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn giữa các xe. Và được đổ dài dài thì anh em rất là sướng luôn, đảo đảo lắc lắc như là giang lạc rồi. Sẽ có những đoạn đường trông rất là rộng, thoáng và mặt đường rất là đẹp để có thể đi tốc độ cao, mang lại cảm giác rất là phê. Khung cảnh ở đây thì một bên là núi, còn bên kia sẽ là vực, nên là anh em lái ở đây cũng sẽ rất là cẩn thận. Bên cạnh những đoạn đường đẹp thì cung đường này cũng có rất là nhiều đường đá trơ và trông rất là sóc, nhiều đá to ở trên đường. Yêu cầu chúng ta sẽ cần phải rất là chắc tay, nếu không thì sẽ có thể rất là dễ để ngã. Đá. Và để có thể đi off-road được những cái cung đường như này thì các bạn nên trang bị cho chiếc xe của mình những cặp lốp có tiết diện lớn cũng như là gai to dày để tăng độ bám đường, hay trang bị cho những bộ phanh thật là chất lượng để kịp thời giảm tốc khi vào cua. Để đảm bảo an toàn cho bản thân thì tất cả các rider hôm nay sẽ đều trang bị mũ bảo hiểm cũng như găng tay và giáp để bảo vệ, tránh cho khi bị ngã chúng ta có thể hạn chế được những cái chấn thương. Và tất cả những cái sản phẩm như lốp, phanh hay là mũ bảo hiểm, găng tay, bảo vệ G-Form thì sẽ đều được bán tại Overmore Concept.
các bạn có thể xem trang web của chúng tôi tại combo1.vn, đến với showroom của chúng tôi tại 614 đường Láng để trải nghiệm những sản phẩm của chúng tôi. Sau đoạn đường dài thì chúng tôi đã ra khỏi rừng và bây giờ thì đang di chuyển về địa điểm tập trung. Các bạn có muốn những chuyến đi thú vị thì có thể liên hệ chúng tôi để được tham gia những cái buổi đạp xe off-road vui vui như thế này. Còn nếu muốn xem thêm những video hay về xe đạp thì đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.